Dạ, xin chào cô chú anh chị. Mấy anh em cũng vừa mới tới thành phố Đà Nẵng cả nhà ơi. Giờ mấy anh em cũng đang đi ăn tối. Hôm nay mời lời đi ăn lẩu ha. Hello Caramel. Lời đang nhắn tin về cho mấy chị ở nhà đó. Mấy chị nói là trời ơi, tiếc quá đi, tiếc luôn á. Sáng biết đi luôn rồi. Dạ, tí nữa ăn xong là dẫn lời đi coi cầu rồng phun lửa này, phun nước này. Ồ, cả nhà, đây là lẩu bò. Ngon không? Nay có Sơn này. Sơn kèm Lợi nha. Hai anh em là kèm với nhau đây. Lợi này. Wow. Lợi như đẹp trai quá ta. Hai anh có thể cách nhau rồi đó. Quá cách luôn. Quá cách luôn rồi. Dạ. Yeah. Rồi. Wow. Quá đã. Hả? Quá đã luôn à. Hợp khẩu vị với Lợi không? Lợi ăn là thấy ngon đúng không? À, hồi nãy em nói hai chị đòi đi xuống Đà Nẵng hả? À? Giờ là hối hận rồi đúng không? À, thấy Lợi gửi ảnh về là hai chị nói là sáng hai biết đi luôn. Mà nói vậy nói vui thôi chứ chắc cũng khó đi. À. Chảy nước miếng hết trơn à. À. Đúng rồi, như Lợi là Lợi đâu có múc được đúng không? Cái tay Lợi nó ngắn đúng không? Là không múc được cái này đúng không? À, không tới này. Hôm nay tí nữa Lợi cũng ra Lợi quay cầu rồng phun lửa nha. Quay xong rồi về up video trên kênh ba chị em hạt tiêu Nam Trà My á. Hôm nay mình đi mình chỉ Lợi cách quay YouTube cả nhà. Dạ, để đăng lên kênh rồi dần dần chỉ Lợi cách kiếm tiền YouTube luôn. Giống như là đi ăn thì cũng được có video rồi đó. Đúng không? Ăn xong rồi giờ là anh em đi xem cầu rồng phun lửa rồi ha. Rồi là ở phía trước cầm điện thoại giùm anh nha. Wow, cả nhà nhìn thấy thành phố Đà Nẵng ha. Đây là đường biển Võ Nguyên Giáp thành phố Đà Nẵng cả nhà ha. Hôm nay dẫn Lợi xuống đây để trải nghiệm thêm một lần nữa và dẫn Lợi đi chỉ cho Lợi quay YouTube thì ai cũng muốn quay lại cái cảnh đẹp này để cho cô chú anh chị cùng xem nha. Và con xa quê hương thì có thể qua cái video của Hải thì đỡ nhớ quê hương hơn à. À. Đây đường này là đường Võ Nguyên Giáp cả nhà ha. À, sát qua lại bờ biển thành phố Đà Nẵng này. À, đường này thì rất là nhiều cái tòa nhà khách sạn cao tầng. À, cả nhà. Wow. À, năm nay thì tình hình dịch bệnh nên ảnh hưởng rất là nhiều nên là khách cũng không có đông như mọi năm cả nhà ơi. Chứ bình thường đường này là đi kẹt xe luôn đó.
bữa nay đúng thứ ba chủ nhật đây mà không có khách luôn. Wow, tôi ngồi không luôn kìa. Từ Thiên có ai không giới thiệu cho một vợ đi. Bọn em bây giờ đi làm về với bạn bè mỗi đứa mỗi ngã hết rồi. Rồi đi lại. Đi. Đi lên đây xem cầu rồng phun lửa cả nhà ơi, đông lắm luôn. Hôm trước lời đi ra mà hình như trúng thứ hai, thứ ba, thứ tư, rồi cầu rồng phun lửa ở Đà Nẵng thì thứ bảy và là chủ nhật cả nhà. Wow, bây giờ mọi người tập trung rất là đông là cả nhà ơi. Quý vị thấy là cầu rồng phun lửa, rất là nhiều du khách đến đây để tham quan và cùng xem cầu rồng phun lửa phun nước cả nhà ơi. Còn ở bên kia nhà họ hát ồn quá, hãy không nghe gì luôn. Đây cả nhà, cầu rồng phun lửa Đà Nẵng là thứ bảy chủ nhật cả nhà. Cô chú anh chị ai đi du lịch Đà Nẵng thì canh cái thời gian này xem cầu rồng phun lửa đó ha. Giờ đông lắm. Đây là đó cả nhà. Chuẩn bị phun lửa đó cả nhà ơi. Wow. Đây con lợi đi. Sáng ơi bông lợi lên chứ lợi đâu thấy đâu. Giờ đây đây cả. Chờ cũng phải 3 phút 5 phút rồi đó, nhiều người họ cũng chán họ bỏ về nè.
nổi bật cả nhà ơi. Chụp ảnh cho lời tắm luôn cả nhà ơi. Ơi đây cầu rồng Đà Nẵng cả nhà ơi. Nói chung là hôm nay cho lời đi coi cầu rồng phun lửa. Lời cũng xem trên TV rồi đẹp lắm đúng không, nhưng mà ra ngoài không đúng vậy đúng không lời? Yeah, đây cả nhà. Dạ bây giờ thì mấy anh em về nhà cả nhà ơi. Mình cũng đang đi đường Nguyễn Văn Linh. Có rất là nhiều cô chú anh chị là muốn xem những cái con đường ở thành phố Đà Nẵng quý vị ha. Đi xe máy mát quá lại ha. Dạ đây là con đường Nguyễn Tri Phương của thành phố Đà Nẵng cả nhà ha. Giờ ở Đà Nẵng là 9:20 rồi. Lời ơi, giờ ăn gì nữa lời hè? Không à, no quá à, nãy ăn lẩu no quá à. Cô chú anh chị, nhiều cô chú anh chị cũng thích hãy quay cái đường này lắm. Lúc mà Đà Nẵng hồi trước hãy cũng có hay quay đó. Dạ, quay các con đường ở thành phố Đà Nẵng, cô chú anh chị cũng rất là thích xem. Quay con đường thì nói chung nó cũng đa sắc đa màu. Rồi, rẽ qua đây là đường Điện Biên Phủ của thành phố Đà Nẵng cả nhà ha. Đỏ rồi. Lại nãy chẳng lời đi cái đường biển cả nhà. Trời ơi lại phê luôn. Hôm trước đi xuống đi ô tô nhìn không thấy gì trơn lời. Đi xe máy thì nhìn thấy rõ hơn, đẹp hơn. Đi ô tô thì nói chung là nhìn thấy đường bay ngồi bên kia là không có thấy gì với lại nó không được có tổng quan hết được. Thì cũng rất là bình thường ha, không có kẹt. Đây là cái cầu vượt này ở Đà Nẵng mà nó bị kẹt xe là làm cầu vượt này liền. Hồi xưa là hay bị kẹt xe chỗ này lắm, bây giờ làm cầu vượt này nó hết kẹt luôn rồi. Đây là mẹ Du chuẩn bị lên cầu vượt ngã ba Quế cả nhà ha. Mình rất là ấn tượng khi mà đi qua cái cầu vượt này cả nhà. Đây là cầu vượt mà thời Bắc Nguyễn Bá Thanh đó. Để sức làm cái cây cầu này cả nhà. Dạ. Cầu vượt này có 3 tầng.
Đây Lợi đây cả nhà này. Đó, Lợi đang ngồi ở đây nè. Đó. Yeah. Wow. Đây là cầu vượt qua Quế các vị ạ. À, hướng đi ra kia là đi Quế đó cả nhà. Rồi nhà mình đi về hướng này thôi. Theo hướng này là đi theo quốc lộ 1A cả nhà ha. Rồi hãy cũng xin cảm ơn cô chú anh chị đã xem video nha. Xin chào tạm biệt tất cả quý vị. Hẹn quý vị trong video sau ạ. Rồi.